cuối cùng thì tập 11 của Satan mùa 3 đã chính thức lên sóng vào tối nay ngày 2 tháng 10. Cách đây vài ngày khi teaser của tập 11 được tung ra, nhiều khán giả của chương trình đã không khỏi tò mò với sự xuất hiện của Phi Thanh Dân và đặc biệt là việc cô chia sẻ màn giới thiệu của mình có lẽ nên được gắn mác 18. Khi vừa bước ra trường quay, Phi Thanh Dân trong bộ giấy đỏ rực rỡ đã hân hoan chào mừng Cát Sa tới với lớp học của cô, chào mừng Cát Sa hôm nay đã đến với lớp học của em, lớp học hạnh phúc của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Alovia. Để thành công được như Cát Sa phải tốn nhiều thời gian để học, để trải nghiệm, nhưng đó là những kỹ năng cứng. Việt Nam chúng ta gần 100 triệu dân, bao nhiêu người được như vậy? Nếu người phụ nữ muốn được hạnh phúc trong cuộc sống, trong hôn nhân của mình thì ở đâu sẽ dạy họ? Ngày hôm nay em xin phép được nói về một vấn đề là hiểu được người đàn ông thích gì và hiểu được người phụ nữ thích gì trong tình yêu, trong hôn nhân của mình. Có quá nhiều phụ nữ ở Việt Nam không biết phải giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Không chỉ dạy về những kỹ năng mềm để người phụ nữ giải quyết các mâu thuẫn trong tình yêu, trong hôn nhân, Phi Thanh Dân còn nhắc tới vấn đề dạy cho các em nhỏ các kỹ năng mềm để các em biết tự cách bảo vệ chính mình khỏi nạn xâm hại. Phi Thanh Dân xuất hiện trong bộ giấy đỏ ôm sát người giới thiệu về lớp học kỹ năng mềm của công ty mình. Ảnh chụp màn hình. Các Sa đều tỏ ra khá bối rối trước phần trình bày của Phi Thanh Dân. Ảnh chụp màn hình. Sau khi lắng nghe phần trình bày đầy chậm rãi và điệu đà kéo dài hơn 2 phút của Phi Thanh Dân, các Sa tỏ ra khá bối rối. Sa Diệt hài hước gọi, dạy xong chưa để các học sinh còn về. Sa Thanh Hương thì gọi trực diện vào vấn đề, bạn chưa nói bạn đến đây để làm gì? Bạn gặp các Sa để làm gì? Mục tiêu của bạn là gì? Và phần của bạn khi phát sóng thì chương trình Satan Việt Nam có cần gắn mắt 18 không? Và nếu có thì tôi xin phép được chuyển sang chương trình phù hợp hơn. Trả lời cho những câu hỏi này, Phi Thanh Dân vẫn bằng phong cách chậm rãi điệu đà tới sốt ruột cho biết, em xin phép là em không dám dạy các Sa, em còn phải đi theo học các Sa nhiều. Nếu như mà dạy về tâm sinh lý, hôn nhân gia đình chúng ta nên gắn mác 18, tuy nhiên chúng ta còn phần dạy kỹ năng mềm cho các trẻ. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp da nâu một thời còn đưa ra câu hỏi khiến tất cả còn bối rối hơn, em xin lỗi Sa Thủy còn mong muốn gì ở người vợ? Có vẻ như Phi Thanh Dân trước khi tham gia chương trình không kịp nhớ hết mặt và tên các Sa có mặt trong tập này, bởi Sa Thủy không hề ngồi trên băng ghế của các nhà đầu tư thời điểm đó. Phi Thanh Dân bật cười ngại ngùng khi đưa ra câu hỏi cho Sa Thủy người không có mặt thời điểm đó. Không còn đủ kiên nhẫn với giáo trình mà Phi Thanh Dân giới thiệu, các Sa liên tục hỏi, em tới đây để làm gì? Và tất cả dường như thở phào khi biết đi theo chị còn một người đồng sáng lập dự án nữa, chị Kiều Ngoan, người sẽ trực tiếp kêu gọi vốn đầu tư. Chị Kiều Ngoan đã đưa ra đề nghị mức đầu tư là 3 tỷ cho 10% cổ phần công ty cổ phần giáo dục quốc tế Alovia. Chị cùng những người đồng sáng lập hy vọng ứng dụng AI Alovia có thể giải quyết nỗi đau cho hàng triệu pha, gia đình không hạnh phúc và trẻ em bị xâm hại. Tuy nhiên với những con số và ý tưởng được đưa ra, các Sa đã lắc đầu với lời kêu gọi vốn này. Dự án của chị Kiều Ngoan và Phi Thanh Dân không nhận được đầu tư.